Hello các bạn, chuyên mục review nước hoa đã có rồi đây. Trời ơi đẹp quá nè. Các bạn biết đây là gì không? Chimichurri. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi nha. Bingo. Trời ơi chimichurri đẹp quá mấy ơi. Trời ơi ngon té lên trên người mà nó thơm. Ta nó thơm. Để bóc ra cho các bạn coi. Ây da. Đẹp lắm mấy bạn ơi, trời ơi, package rất là tết, rất là lấp lánh. Trời ơi, nhìn nè. Ui, thơm mùi siêu ngọt ngào, siêu sang chảnh, trời ơi. Tới Vincom đồng khởi đi, các bạn test mùi rồi các bạn mê giống Ngân phải mua luôn nè. Tiếp Ngân mua cái gì Ngân rất thích quà tặng, mặc dù là xài không hết nhưng Ngân vẫn thích được tặng quà, mấy bạn hiểu không? Đây. À, trời ơi. Lại là một em để sách bỏ vô giỏ. Ôi trời ơi, đây. Nè. Ồ, thơm lắm luôn các bạn ơi, mà nó sang, mà nó thơm. Chưa hết các bạn ơi, chưa hết con. Các bạn thấy không? Túi của Chimichurri. Oh my god, cái túi mình nó lấp lánh như là cái chai package của nó vậy đó. Oh my god, trời đất ơi. Đẹp lắm. Vừa có nước hoa thơm, vừa có túi Chimichurri để xài thì còn gì bằng. Các bạn ơi, các bạn nhân viên nào mà biết tính Ngân á là tặng rất là nhiều quà. Tặng nhiều quà thì mốt Ngân mới tới Ngân gặp đúng bạn đó để Ngân mua. Còn nữa, nhưng mà cái quà này các bạn sẽ không có được tặng đâu. Tại vì Ngân là khách hàng VIP ở đó, cho nên là Ngân được tặng nữa nè. Trời ơi dễ thương quá. Cái này mà hả đánh bài hả xì dách tiếng lên là hả khoác vô nha. Khoác vô cho nó hên á. Còn tiếp theo cái quà này các bạn cũng không có được tặng đâu. Một cái túi, một cái cây dù của Coach. Trời ơi. Oh my god. Của Coach màu hồng. Ô má mày ơi. Nè trời ơi sang quá. Thích lắm, nhưng mà nói chứ hả, mấy bạn cứ mua nước hoa đi, mấy bạn sẽ được tặng cái túi với lại một cái chai nước hoa nhỏ để bỏ túi là được rồi. Nước hoa rất là thơm nha, lên test đi rồi được ghiền, không có bao giờ review sai cái gì cho các bạn đâu, cho nên là yên tâm nha. Good luck. Ủa còn nữa nha, chưa có hết, được quá trời bao lì xì luôn nè. Đi đâu cũng được tặng quà, vui lắm. Tới Vincom đi mấy bạn ơi.